Hôm nay sư thầy sẽ đền ơn các đệ tử ở trong Tết Cơm Niêu ha, về cái ý nghĩa của lực từ trường. Lực từ trường về lòng từ bi ha, gọi là lực từ trường về lòng từ bi. Khi mà chúng ta có cái lòng từ bi, tức là cái tình thương yêu á, là tình thương yêu này là tình thương yêu nhân loại chung, chứ không phải là đang nói đến cái tình yêu riêng của bản thân mình. Tình yêu của bản thân mình là tình yêu nam nữ, thì mình chỉ cho cái lực từ trường của mình á, nó chỉ chiếu đến một cái người mình thương thôi. Ví dụ mình đang làm cái mình đang nghĩ không biết giờ này cô ấy đang làm cái gì, cô ấy vui hay cô ấy buồn, cô ấy khỏe hay là cô ấy bệnh đau, cô ấy có tiền hay là cô ấy đang khó khăn, thì mình chỉ chú ý đến một người thôi. Cái đó gọi là ái. Ái. Còn cái tình thương mà thuộc về lòng từ bi á, thì nó suy nghĩ chung cho nhân loại. Hôm nay chúng ta không nói rộng đến cho nhân loại, chúng ta nói đến cái công ty của mình thôi ha, đến những người sống chung quanh mình thôi là cũng đủ cho mình tu học rồi. Nếu như trong công ty của mình mà ai cũng có cái lòng rộng rãi, có cái tâm bao dung, thương yêu hết tất cả mọi người, chúng ta nghĩ rằng cái công ty này là ngôi nhà thứ hai trong cuộc đời của chúng ta. Ngoài cái gia đình chúng ta đang ngủ, đang ăn, đang sống, thì cái gia đình thứ hai là anh em cùng làm việc trong một cái cơ quan. Thì cái người mà ở trên cao nhất là tổng giám đốc, nói chung là ban lãnh đạo, cho đến các nhân viên, mà nhân viên có trước có sau, người là làm kỳ cựu bao nhiêu năm, là người đã từng làm những công việc này, hay là người mới sinh vào, nhập vào công ty ngày hôm qua, thì chúng ta đều coi đó là một gia đình của mình, trải cái tấm lòng yêu thương hết. Nên nhớ là trải tấm lòng yêu thương hết. Chúng ta có bao nhiêu kinh nghiệm trong cái công việc làm thì chúng ta sẵn sàng chia sẻ. Người nào mà làm được việc, tức là người ta đi làm việc đều đặn là thứ nhất, ta có cái kinh nghiệm chuyên môn là thứ hai, rồi người ta có cái cách sống tốt đẹp với mọi người xung quanh, thành quả tốt, thì mình tác cái ý là chúc mừng, tác cái ý là chung vui với cái người đó, mừng cho người đó đã được giám đốc bằng lòng, ban lãnh đạo yêu mến. Như vậy thì công việc của họ được suôn sẻ, chắc chắn họ sẽ có được một cái phần thưởng để họ về họ nuôi chồng, nuôi con, nuôi vợ, nuôi con, và có nuôi cha, nuôi mẹ, thì mình hạnh phúc cho người đó. Đó là vì sao vậy? Bởi vì cái tình thương của mình á, nó rộng lớn bao la, mà nó có một cái tính chất hài hòa. Cho nên ai thành công thì mình đều hạnh phúc, hạnh phúc cái thành công của người đó. Người nào dụng về làm 7 bữa, nghỉ 1 bữa, làm 4 bữa, bệnh 1 bữa, làm chút xíu quên trước quên sau, đang làm ngủ gật luôn, đại khái lụp chụp lạc chặt trong công ty, thì cái dạng này là cái dạng nó có nhiều cái tì cái vết, dễ làm cho ban lãnh đạo bực bội, làm cho những người làm chung xung quanh bị phải thất thoát theo, bị rầy la theo, cái thành quả không được như ý muốn. Mọi người đều xong hết, còn một hai người trì trệ thì dễ xem tiến độ công trình sẽ không bằng. Thì các học trò làm gì? Làm gì? Nếu mình rầy la, mình mắng nhiếc, mình tức tối, nó không có lợi ích. Không có lợi ích, mà đôi khi còn chồng chất lên nhau những điều mệt mỏi. Cho nên anh em mình cũng trải lòng yêu thương luôn. Trải lòng yêu thương bằng cách là chúng ta truyền kinh nghiệm, chúng ta làm phụ giúp, chúng ta nâng đỡ. Nhiều khi mẹ nó bệnh cả từng ngày, nó đi làm mà tối nó đi canh mẹ nó trong bệnh viện, mẹ nó nằm trong phòng hấp hối, nó phải bên ngoài nó thức. Rồi khi nó đi làm như vậy á, nó mất ngủ cả mấy đêm rồi, mà mẹ của nó không có tiền để đóng viện, nhà nó nghèo, đầu óc nó lùng bùng, cho nên hôm đó chắc chắn là nó xử lý công việc không được tốt, tính cách sẽ khó chịu, người chỉ nhừ ra, ngồi đâu thì ngủ gục đó, nói thì lụp chụp, quên trước quên sau.
Nếu như cái lực từ trường của mình là một cái từ trường từ bi, là có trí tuệ hiểu biết, thì mình sẽ tác cái ý rất là yêu thương cái cô bé này hoặc là anh chàng thanh niên này, để mình làm một cái gì đó trong cái khoảnh khắc này để giúp đỡ cho một nhân viên này mà đủ tự tin để vào công việc. Thậm chí mình có thể cán đáng luôn cái phần còn lại của bạn này để bạn này có thể chộp khoảng nửa tiếng đồng hồ trong cơ quan để có sức tối nay đi chăm sóc cho mẹ. Thì đây là thuộc cái lĩnh vực từ trường của những tình thương yêu, lòng từ bi lớn. Nếu như trong cơ quan xí nghiệp, trong các tổ chức nào mà những con người có cái lực từ trường từ bi này đông số nhiều, thì chắc chắn cơ quan đó sẽ rất là vui, làm việc rất là hiệu quả, là cái ngôi nhà thứ hai đúng nghĩa. Ở nơi đó cũng sẽ là cái chỗ đi đi về về của mình mà không bao giờ biết chán. Tình cảm bạn bè đôi khi nó còn thấm thiết chân tình hơn những cái tình cảm bình thường trong cuộc sống. Còn nếu như chúng ta chỉ ích kỷ cho bản thân mình, nó nhỏ đó bữa nay nó khùng, làm việc sao mà nó bỏ tới bỏ lui, nói năng lụp chụp ngủ gục kìa, lấy mấy điện thoại ra tao chụp hình bắn lên cho ông giám đốc cho ông biết. Nếu như trong chúng ta mà có nhiều người ích kỷ như vậy thì chắc chắn là cái tổ chức đó sẽ rất là rắc rối. Hợp giao ban sẽ có nhiều điều để bàn tán, rồi những cái thành viên ở trong nhóm, trong cơ quan sẽ có những chống trái lẫn nhau, tình người sẽ không có. Người ta sẽ phòng bị đủ thứ hết, phải coi con nhỏ đó, rồi phải coi cái thằng kia, coi chừng nó sẽ mét với giám đốc, coi với người này sẽ ganh ghét mình. Thậm chí lúc mà ăn cơm thì ngang qua lấy muỗng giấu mất tiêu, cho mày chết, bữa nay mày mét hả, tao giấu muỗng mày không có mày ăn luôn. Thì nếu trường hợp đó mà nhiều trong cơ quan, trong tổ chức của mình, thì mình sẽ không còn là tét cơm miêu nữa, mà gọi là chết cơm miêu, đúng không? Sẽ mệt lắm các bạn. Thế giới này người ta cần lắm một tấm lòng. Con người trên cuộc đời này mà ai cũng dồi dào sự thương yêu thì chiến tranh sẽ không có. Tại vì con người không dùng cái nắm đấm của cái tay mình để đánh vào mặt người ta, mà sẽ dùng cái tay này giúp đỡ cho người ta. Thì ở đâu cũng dạt dào tình yêu thương. Thì đó là cái cách mà Thầy có thể chia sẻ cho các đệ tử hôm nay. Tại vì theo Thầy biết, Phật dạy là con người sinh ra, lớn lên, già nua, chết đi thì không ai mang theo một thứ gì. Sau đó người ta lại tiếp tục tái sinh lại. Nhưng cái kiếp sau á, hạnh phúc hay khổ đau, nó phụ thuộc vào cái kiếp hiện tại của mình gieo cái nhân gì. Nếu như mình nở nụ cười với người ta thì chắc chắn người ta sẽ nhìn mình bằng ánh mắt thân thiện. Nói những cái lời nói êm đẹp với người ta chắc chắn sẽ nhận lại một nụ cười. Nhưng nếu ánh mắt này chúng ta lườm liếc, lời nói này chúng ta cay độc, Và dĩ nhiên là chúng ta mắng nhiếc chửi rủa, thì cái sự nhận lại cũng sẽ là cay đắng. Đó là nhân quả, đó là nhân quả. Cho nên kiếp này mà chúng ta yêu thương, chúng ta chia sẻ, chúng ta giúp đỡ, từ cha mẹ, cô chú cậu dì cho đến bạn bè, những người thân quen, lúc nào chúng ta cũng chia sẻ. Nếu không có tiền bạc chúng ta chia sẻ, thì ít nhất chúng ta cũng chia sẻ bằng hành động, bằng lời nói, bằng sự giúp đỡ, bằng đôi tay đôi chân. Thì kiếp sau khi mà sinh lại làm người, điều mà chúng ta gặp được là cha mẹ chúng ta cực kỳ tốt. Cái mà chúng ta có thể cảm nhận được là cha mẹ chúng ta cực kỳ đạo hạnh, làm ăn phát tài, mà biết cách dạy dỗ con cháu. Còn nếu như chúng ta mà không hiếu kính với cha mẹ, không sống tốt với anh chị em, không có tốt với mọi người, thì khi chúng ta sinh ra, cha mẹ chúng ta nghèo mà lòng dạ lại tối. Có thể nghèo không phải là cái tội, nhưng mà cái lòng dạ của người này là cái lòng dạ hơn thu tranh chấp. Nên chồng không thương vợ, vợ không quý chồng. Chồng mà lúc vợ đi sanh mà chồng đi nhậu, rồi đi nhậu bị tai nạn bể đầu luôn trong lúc vợ đi sanh.
Rồi bên đây không có tiền đóng viện phí, bên kia không có ai cứu mạng, mình sinh ra cuối cùng chia tay nhau, bỏ mình luôn, không ai nuôi. Tại bởi vì sao? Mình lại bị mất cái phước đó. Mọi người không ai chọn được cho mình lúc sinh ra, nhưng cái nghiệp lực nó sẽ là một cái ông thần, nó tự đưa mình đến cái chỗ vui hay buồn, tốt hay xấu. Đó là lý do tại sao năm chị em cùng sinh ra trong một gia đình, nhưng có người thì làm ăn rất may mắn, nhưng có người thì bằng hàng khổ cực vô cùng. Đó là lý do tại sao đôi khi người ta đẹp mà không có ai yêu cả, mà người này xấu nhưng mà nhiều người lại săn tiền. Có đôi lúc người ta bán một cái món hàng đơn giản thôi, như là người ta bán một cái nồi bún riêu thôi, mà người ta bán đắt vô cùng, người ta nuôi cả nhà người ta, con người ta, bốn đứa học đại học hết. Nhưng mình thì khổ khốn đốn làm cái gì, thất bại cái đó, làm bao nhiêu lỗ bấy nhiêu. Thậm chí mình chỉ còn đủ cái số vốn bán bún riêu giống như chị đó luôn. Hai cái quán kế nhau, nhưng cái quán của người ta thì mọi người đến ủng hộ ăn không kịp bán, còn mình thì không ai đến ăn hết. Thật sự không phải là một ông thần hay là một vị tiên thánh gì phù phép cho gia đình này đâu. Không phải đốt phong long rồi hên để mà làm ăn nó may mắn đâu. Thật ra cái nguyên nhân chính là cái nghiệp của người đó. Hằng ngày trong kiếp sống gặp gì cũng cười, gặp chú cũng giúp, gặp anh cũng thương yêu, gặp bạn bè cũng giúp đỡ. Cái thiện duyên đó nó sẽ tái sinh lại trong đời sau, chắc chắn sẽ gặp lại. Khi gặp lại thì mình bán cái gì, người ta tự nhiên ta mua cho mình cái đó. Mình nói cái gì, người ta sẽ ủng hộ mình. Nếu mình mở công ty, ví dụ như công ty Tech Kim New, thì người ta sẽ hùng vốn, gọi là đầu tư vô, làm ăn với mình là phát tài, là cái phước của mình. Còn mình sống mà mình cứ rút của người này một chén gạo, mình mượn người kia 20 ngàn, rồi cuối cùng mình không có trả, vịt luôn, xin thôi, bòn mót thôi. Mượn thằng bạn rồi cũng không trả, mượn cô bạn rồi cũng không trả, mượn cô chú cậu gì cũng không trả. Nói chung là không chia sẻ cho ai cái gì, nhưng mà cứ xin rồi moi rồi móc. Thì tự nhiên trong đời này luôn, khỏi cần cái kiếp sau mình sinh ra, ai gặp mình người ta cũng sợ hết. Coi chừng con Tám nó tới, trước sau nó cũng mượn tiền đó. Chứ không bao giờ người ta nghĩ ô cô Tám tới, cô sẽ đem gạo tới, đem mì tới, đem bánh tới cho ta chạy ra ta mừng mình đâu. Mà ta nghe mình tới, có đôi lúc người ta đóng cửa lại, người ta nói cô Tám tới nói má đi không có nhà nha. Là trong đời này luôn nha. Còn nếu kiếp sau là tự nhiên cái lực từ trường đó nó cũng làm cho mọi người tách ra, không yêu thương mình. Ngồi trong lớp bao nhiêu người vậy? 42 người trong lớp mà một mình cô độc luôn. Không ai yêu thương mình. Đến khi mình lớn lên mình lấy chồng, chồng bỏ, lấy vợ, vợ hư. Con cái mình cũng sang đàn, sang nghé, làm ăn cũng không có được, là do cái phước của mình. Vì vậy cho nên hôm nay mà cơ quan của các đệ tử là có những người lãnh đạo dìu dắt các đệ tử đi chùa, thầy nghĩ rằng là làm một việc làm rất là có ý nghĩa. Thật sự là có ý nghĩa. Vì sống là cho đi, cái cho đi là còn, còn cái mình ăn là hết. Hơn nữa như hồi nãy thầy nói, từ xưa đến giờ Phật và các bậc tiên thánh đều dạy cho chúng ta trên cõi đời này là giả tạm. Những cái thứ mà mình mưu cầu là những cái thứ đó nó sẽ bỏ mình. Ngay cả thân này nó cũng sẽ bỏ mình. Cho nên cái tâm của mình mà tốt thì nó sẽ hướng dẫn cho cái thân của mình làm những điều tốt, sống vui vẻ. Còn cái tâm của mình là cái tâm phiền não, chấp nhất, sân si, thì nó sẽ hướng dẫn cho cái thân của mình làm những việc xấu xa. Đôi tay này không biết làm phước mà cứ ruộn ga để đua xe. Cái đầu óc này không biết nghĩ thương cha thương mẹ mà phải nghĩ đến tối nay quýnh con gì, cá đội nào để được tiền, được bạc, được thắng. Mà nó cá một hơi là sổ nhà cũng mất, mà xe cũng mất, mà luôn đất đai cha mẹ để lại cũng mất, cuối cùng nó mất hết. Thì một đời người của một người mà đam mê vào những cái hố hầm, cái hố hầm thầy gọi là hố hầm, là cờ bạc là một cái hố hầm. Tại vì sao mà hố hầm? Tại vì mình nhảy vô cái đó rồi thì tan nát gia đình, là nhanh nhất trong cái việc mà phá sản hạnh phúc gia đình. Cờ bạc á, ngó nó vậy chứ nó vui một cái gì đó không biết, nhưng mà cái sự tàn phá hạnh phúc rất là lớn. Số đề đua xe,
chè rượu hút chích, tất cả những cái đó đều là cái hố hầm ở trong cuộc đời này. Người nào mà biết lách tất cả cái hố hầm đó là đó là hoa sen. Các em mà đang mặc cái áo vàng này, các anh chị đang mặc áo vàng này là ý nghĩa của hoa sen đó. Vì người ta chấp tay lên như thế này là hoa sen, mặc cái đồ tu sĩ này là cái áo vàng cũng là hoa sen, cái nghĩa của nó là giải thoát. Cái áo lam đó là cái nghĩa của nó là hiền lành. Cái áo nâu á, cái nghĩa của nó là nhẫn chịu. Cái màu nâu là màu đất, cho nên người ta chà đạp lên, người ta đào móc lên, người ta cất nhà lên, người ta trồng cây lên, người ta đi đại tiện lên. Đất vẫn bình thường, giản dị, yêu thương hết con người và nhân loại. Cho nên cái màu nâu đó là cái màu đất để người ta mặc vào, người ta chịu đựng. Em có chửi mắng, em có đánh đập, em có hà hiếp thì người ta vẫn hoan hỷ chịu đựng. Nhiều lúc người ta mặc cái áo lam vô rồi mà người ta không hiền được, nhịn thôi chứ không có hiền. Đó là hôm nay có thầy cho nên tao nhịn mày, đợi thầy đi để tao giả trong mặt rồi mày biết. Thì người ta vẫn còn một cục tức ở trong đây. Nên nhà Phật cho người ta mặc luôn cái áo màu nâu để người ta hóa giải luôn sự hiềm hận trong tâm. Mà không phải nhà Phật mà tất cả chúng ta trong cuộc đời này đều mặc hết. Đến khi mà hóa giải hết những cái hiềm hận trong tâm thì mặc cái áo vàng này, tức là đi tu luôn đi, buông bỏ hết tất cả vợ con, tình yêu, hôn nhân, sự nghiệp, buông hết mọi sự đời để trở thành một người tu sĩ là mặc áo vàng này là giải thoát. Các bạn không có đi tu nhưng các bạn khoác trên mình một chiếc áo vàng, thầy nghĩ cũng phải giải thoát. Cái giải thoát không phải giống như là người xuất gia như thầy, mà giải thoát cái phiền não đi. Đệ tử hiểu không? Giải thoát những cái phần mà ham muốn ở thế gian đi. Chúng ta giống như một đóa hoa sen. Hoa sen nó ở trong bùn, nó ăn bùn, nó sống, nhưng mà nó không nhiễm cái mùi bùn, nó vẫn tỏa ngát cái hương thơm. Đặc biệt là loài hoa bướm không hút nhị của hoa sen, từ củ cho đến thân cây cho đến lá, nó đều là vị thuốc hết. Lá người ta ướp trà, hạt người ta nấu chè, gương người ta làm thuốc trị bệnh tim đó. Còn cái cọng người ta làm gỏi, cái củ người ta nấu tiềm, người ta nấu canh. Còn cái vỏ của cái ngó sen người ta dệt vải. Mà cái hương thì là thơm ngát. Không có một loài hoa, không có một con gái nào mà có thể lấy hoa sen làm sắc đẹp cho mình, chỉ dâng cho các bậc thánh thôi. Cho nên gọi là sen không nhiễm bùn. Vì vậy cho nên khi chúng ta mặc chiếc áo vàng này mà chúng ta chấp lên một đóa sen như thế này, thì chúng ta không nhiễm những cái phần cát bụi của cuộc đời. Dù ở giữa đất Sài Thành có bao nhiêu là sự cám dỗ tội lỗi mà các đệ tử không nhiễm. Hiểu không? Cờ bạc là một cái loại cát bụi, số đề là một cát bụi, cá độ là một cái cát bụi, rượu chè hút chích là cát bụi. Tất cả những cái này các đệ tử nguyện bỏ hết. Bỏ hết, không có vướng dấp một cái gì trong cuộc đời của mình hết. Thì đệ tử chính là đó hoa sen, thì chính là những người mặc chiếc áo vàng này nè. Hôm nay trong cái thời gian ngắn ngủi này, thầy một lần nữa nhắn gửi cái tinh thần từ bi đạo đức cho các bạn. Các bạn không phải mạnh về tiền bạc nữa, mà các bạn có sức mạnh về tâm hồn. Tiền bạc có thể bị người ta cướp giật, bị người ta lấy đi. Nếu mình làm ăn khó khăn thì người ta lấy hết tiền của mình. Nhiều khi mình lãnh lương về rồi thì sẽ đi chi tiêu mua hết sẽ hết. Nhưng mà tâm hồn của các bạn thì các bạn cho đi bao nhiêu cũng không hết. Các bạn giữ không bao giờ ai có thể lấy được tâm hồn của các bạn, mà các bạn có thể tỏa ngát đạo đức cho khắp nơi, mà nó sinh ra cho bao nhiêu con người sống trong cuộc đời này nương tựa. Chắc chắn khi bước vào trong công ty của các bạn, người ta có thể cảm nhận được tình yêu thương nó tràn ngập ở trong cái lực từ trường của các bạn tu hành. Còn nếu như các bạn cái ghét, rồi cái giận, cái thương người này, hãm hại người kia, thì cái lực đó nó cũng toát ra bên ngoài cho mọi người biết. Cuộc sống như vậy nó mệt mỏi lắm. Chúng ta về nhà thì đụng vợ, đụng con, ồn ào. Chúng ta đến công ty thì bị những người bạn bè không tốt, thì cuộc đời này rất là mệt. Từ đó nó sẽ làm chúng ta ức chế về tâm lý. Nhiều khi chúng ta ăn không thấy ngon, ngủ không yên giấc, và bệnh tật từ đó nó theo chúng ta. Nên bệnh này chưa hết thì bệnh khác lại leo dây. Nên chúng ta phiền não.
Còn nếu mà mình sống ngập tràn cái sự hỷ lạc trong nguồn tâm của mình mát mẻ, nó giống như không khí này nè, trong lành, không có những cái hơi độc, không có những cái không khí xú uế, không có rác rưởi, không có cái gì, sông cũng sạch sẽ mà núi đồi cũng sạch sẽ, thì mình hít vào thì rất là thoải mái. Nên thầy mong các đệ tử sống thật là vui vẻ để cho cuộc sống thì có ý nghĩa. Rất là cảm ơn vì đã đến đây. Kim lư dùa bên chiên đàn, khắp sông pháp giới đảo tràn mười phương. Hiện thành mây bao kiết tường, chư Phật kỳ rõ biết ngọn hương chỉ thiền. Pháp thân toàn thể hiện tiền, chứng minh nguyện phước liền ban cho. Nam mô hương dân cái Bồ Tát, Nam mô hương dân cái Bồ Tát, Nam mô hương dân cái Bồ Tát. Kinh cầu an các con thành kính nguyện lên, cầu xin Tam Bảo ơn trên chứng lòng. Tổ bi nhỏ xuống phước hồng, độ người tai nạn thoát dòng nghiệp dương. Cùng người tật bệnh đau thương, thấy đều hưởng thụ miên trường vĩnh an. Những người chịu lắm tội quan, lần tiêu tốt trái bình an trở về. Với người nghiệp chương đê mê, loạn tâm nhọc tưởng tư về đạo điên. Chống tiêu dựng môi hoàng khi, an tâm định tâm mạnh mạnh liền như xưa. Những người bệnh hoàng dây dương, nhờ ơn Phật lực sớm chưa mạnh lành. Khắp trong tất cả chúng sanh, năm châu bốn biển đất thành bình an. Người người tháo cởi dây quan, tương thân tương ái kết đoàn giao liên. Sùng tu ngưỡng mộ Phật và tiên, hướng về Tam Bảo huệ liền mở khai. Mình tâm kiến tánh Như Lai, thoát dòng đau khổ ra ngoài trái oan. Cầu xin Tam Bảo phước ban chứng lòng. Nam mô cầu an lạc địa Bồ Tát, Nam mô cầu an, Nam mô cầu an lạc địa Bồ Tát. Xin cúi xuống làm người hèn kém, miệng đôi tay làm đẹp cuộc đời. Tình thương dân khắp muôn nơi, con tim tuy nhỏ nhưng trời đất ôm. Dù tiền bạc có đầy rương tràn tụ,
mà đời này không đủ có ơn. Ác gian rồi cùng một đời, thà nghèo mà trong sạch để thảnh thơi linh hồn. Đi khắp nhân gian không ai thương con bằng mẹ, chứ gánh nặng cuộc đời đâu ai gian khổ bằng cha. Bởi thế cho nên ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lớn mắt nghi mẹ con, bởi vì sao? Vì cha mẹ già như chuối trên cây, gió lay cha mẹ rụng con phải mồ côi. Bởi thế cho nên hôm nay con thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Đêm đêm con thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sanh về cõi Tây Phương. Mani bên mẹ hồ hồ, mani bên mẹ hồ, mani bên mẹ hồ, mani bên mẹ hồ, mi mani bên mẹ hồ. Dưới tòa sen vàng con quỳ lạy Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiểu biết thông 12 nguyện lớn rộng mơ mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời cứu người hoàn nạn qua bao khó khăn. Quan Âm mê tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm danh liệu thanh nhàn rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng yên hương trầm thoa ngát nhân gian, lạy Phật Quan Âm dìu con qua bên mẹ đời.
cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con ra người. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Ứng Quan Âm Bồ Tát, gia hộ cho quý Phật tử này từ công ty Techcomnew tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay cung đối Phật tiền chúng con thiết lễ cúng dường Tam Bảo, thành tâm chúng con kiền thỉnh mời phương chư Phật lịch đại tổ thầy từ bi quan giám đạo tràng chứng minh, gia hộ cho toàn thể nhân viên công ty này thân tâm an tịnh, tật bệnh tiêu trừ, dạng sự kiếp tường bình an như ý. Nam Mô Thượng Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Ni Bồ Tát. Chắp tay quy kính lạy người, thiết tha con khẩn nguyện cầu. Quê hương là dòng sông, má trong trăng vàng soi sáng. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Ni Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Ni Bồ Tát. Đó hoa tươi sắc vô sớm khuya rơi rớt không đường, nương thuyền từ vừa qua bên bề đất nơi Bồ Gia. Mẹ hiền Quán Thế Âm Ni, ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô Quán Thế Âm Ni, đem đến an vui dứt sạch ưu phiền. Mẹ hiền Quán Thế Âm Ni, giọt nước canh dương xoa dịu lầm lầm than. Mẹ hiền Quán Thế Âm Ni, chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên. Mẹ hiền Quán Thế Âm, từ bi chứng cho lòng mi con. Nam Mô Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính chú quý Phật tử, thân tâm thanh tịnh, tật bệnh tiêu trừ, và sự kiết trừ, bệnh nan ý. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.